Chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin của TSM News. TSM News, bản tin cập nhật những tin tức nhanh nhất và nóng hổi nhất ở trong ngày. Bị chê PR lố và giả chân, gia đình Cam Cam gọi người tố là lũ trẻ con. Kiên Hoàng và Heo Mignon từ lâu đã luôn là cặp đôi nhận được đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội vì chuyện tình ngọt ngào. Gia đình nhỏ này ngày càng biết đến và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Tuy nhiên, mới đây Kiên Hoàng đã chia sẻ lý do gia đình nhỏ ngày càng ít ra video chia sẻ cuộc sống hơn là vì bản thân mình đang rơi vào giai đoạn mệt mỏi, chán nản YouTube. Dù có cả một ekip hùng hậu và nội dung phong phú ở phía sau, nhưng ông bố trẻ cảm thấy mạng xã hội ngày càng đại trà. Các video và quảng cáo giữa video rất xàm xí nên không còn quá hứng thú ra nhiều video. Kết thúc chia sẻ, anh chàng chỉ hứa hẹn sẽ quay lại trở lại nhịp sống trước đây nếu tâm trạng ổn hơn. Không đồng tình với những quan điểm của anh, đã có một người theo dõi phản bác rằng việc ông bố trẻ chê YouTube nhạt chẳng khác nào đang biện hộ cho kênh YouTube của chính mình. Cụ thể, người này viết: "Ủa, chứ không phải anh đang tắt thẳng vào mặt vợ anh à? Bây giờ anh làm khảo sát 10 người thì chắc nịch đến 7 người thấy Heo Mignon. PR vừa lố bịch, vừa giả chân. Top 2 thì không ai dám tranh top 1 cả. Gia đình Cam Cam video nào cũng cố nhồi quảng cáo. Ít thì thấy bình thường rồi giết khán giả cảm thấy lố bịch, nhàm chán. Thật ra cái story này là nói kênh YouTube của anh đấy, nhàm." Kiên Hoàng đã có màn phản pháo trước ý kiến của netizen. Cụ thể, Kiên Hoàng gọi người này đưa ra ý kiến trái chiều là lũ trẻ con. So sánh công việc ngân hàng từng rất hot với nghề KOL và influencer marketing mình đang làm. Anh viết: "Mình thực sự cảm thấy quan ngại với suy nghĩ của lũ trẻ con bây giờ. Giờ KOL, influencer marketing được công nhận là một nghề. Mà đã là một nghề thì phải làm cho có thu nhập, có lợi nhuận. Vậy mà lũ trẻ con vẫn cố chấp muốn làm người khác vì sở thích của chúng. Ít thì được mà nhiều thì không được. Gia đình Cam Cam thì luôn vỗ ngực tự hào vì công việc và thương hiệu mà chúng mình đang gây dựng. Các bạn trẻ à, làm ơn đi, còn trẻ, tháng ngày trôi qua mà vẫn chưa có gì trong tay thì đừng đi miệt thị công việc của người khác. Các bạn trẻ đáng thương hơn là đáng ghét đấy." Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bản tin của TSM News. Hiện tại, TSM News chúng mình đã có phiên bản ở trên TikTok. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.